Ở nhà nhá, mít dai quả ngon đây. Anh gốc bao nhiêu? Hỏi 100. Đo cách hả? 98 à? Như tay cảnh đẹp chưa? Đó dưới đó đấy mà, 100 đây rồi. Mười năm. Ừ. Đo thoát ra là bao nhiêu được này, thoát sang 2,5 mét nhỉ, tay cảnh đẹp quá nhỉ. Dưới đo dưới hả? Ô sao lại 2,2 mét? Em đo lại. Ừ, nó kéo cả cầm ấn kéo dưới, ấn thân thôi, tay cầm thân là đấy, đúng rồi đấy, đo kiểu đấy thế nào. 24. Đấy 24 qua đo nọ là đo 2,5 mét, đo lên trên đo 2,5 mét à, rồi ok mít ra chân vệ khác nhỉ, cái này lấp rồi phải không? Đấy, đo đánh vào lấp ủ thôi, đấm ngủ với cắt cành đây, đây đây cành vai đẹp chưa, cành vít này. Cây này chỉ cao tầm 5 mét thôi. Thả bò nó mới rưỡi. Đấy. Đấy là cành vít nhé. Rất là xinh xắn. Đấy. Đấy, nhìn tới chiều lá cũng đẹp. Đấy, tài tán đấy nhá. Ok, chào ở nhà nhé.